Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Gần như Cast 1 Bluetooth không thay đổi những gì đã làm nên thành công cho Cutman. Sự cải tiến về khả năng MIDI Bluetooth đã giúp cây đàn trở thành một đối thủ nặng ký cho những ai mong muốn sở hữu piano điện giá tốt nhưng hiện đại. Vì vậy hôm nay mình có chuyến đi giao hai cây Cast 1 về Biên Hòa. Bắt đầu video cùng mình nhé. Team đã có mặt tại kho, lấy đàn ra để chuẩn bị các bước quen thuộc cùng quấn ni lông thôi. Như mọi lần, quấn ni lông sẽ bảo vệ được toàn bộ phụ kiện bên trong, giúp đàn tránh va đập khi đang vận chuyển và thấm nước khi trời mưa. Trong khi các bạn đang quấn ni lông, mọi người khám phá chức năng hiện đại trên đàn với mình nhé. Bàn phím 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, đa âm 128, polyphony và 20 âm sắc. Cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính và điện thoại, máy tính bảng vô cùng dễ dàng, hỗ trợ truyền nhận dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Nhiều chức năng luôn có trên những cây piano cao cấp của nhà Cutman: metronome đếm nhịp, slip mode chia bàn phím, Trinova trộn tiếng và Jazzbo tăng giảm tông, kết nối không dây qua các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth trên đàn giúp tiết kiệm diện tích dây cáp phải dùng. Cutman đem đến cho bạn 3 màu sắc để lựa chọn là trắng, đen và nâu gỗ. Chế độ bảo hành trên KS1 vô cùng hấp dẫn với bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Quy trình chuẩn bị hàng đã xong, mang đàn ra xe thôi. Các bạn thấy cây đàn này thế nào? Tiện lợi và dễ dàng di chuyển đúng không? Vì trọng lượng chỉ có 39kg nên chỉ cần 2 người mà có thể thoải mái khiêng vác lên xe mà không mất quá nhiều sức. Vì vậy, sao bạn không sắm ngay một cây về nhà để tận hưởng những giây phút thư giãn hoàn hảo mà Cast 1 mang lại? Vậy là buổi đóng đàn để vận chuyển đã thành công do đã được sự đón nhận nhiệt tình của khách hàng trên khắp cả nước, nên tụi mình xin gửi đến các bạn một số hình ảnh mà team đã đem những sản phẩm của mình đến khách hàng khắp mọi miền đất nước. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip hay sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.